cõi cõi nghe hỏi ngược về nhân trai gần anh ơi em gọi đôi à anh ơi đôi tài em đây uống anh xin thương Hãy subscribe
tiếp theo đến Trung ương quan sát phương kính viếng chân linh Hương Hồ Phủ. Ban tổ chức đến thăm và gia đình trân trọng giới thiệu và kính mời đến viếng của đoàn đại biểu Bình Tân quê hương quận 7. Chào mừng các lễ hương hoa thắp hương viếng mộ khi đến thăm tỉnh Bình Tân. Quan trọng bên dự có cơm tạng nghĩa trí ân buổi chiều tối của ngày hôm nay, tạm biệt kim chân trọng bớt tiếp và nói lời cảm ơn. Trân trọng xin được kính tư vong lên gương hộp phụ kính dự. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, người ngoài gần xa thân, toàn khách vị thư, toàn thể nhân dân. Cụ thật đúng là tình một gốc lá rơi cảnh đồng, nghĩa chung nguồn tay đất ruột đông. Hôm nay trong cảnh thương đau hương trồng quách việt lạng sâu nghĩa tình. Nhờ được tin cụ 250 trở về với các bậc tiền nhân tiên tổ, tấm lòng thành kính trước thông báo hàng của đoàn lễ viếng anh chị em chi bộ dòng họ Nguyễn Hữu. Lễ viếng này do ông Tài trưởng đoàn trịnh trọng dẫn đoàn về dâng thần hương với kiệt cụ. Xin trân trọng kính mời. Hãy để một phút trở miệng, bắt đầu.
Cô nói thật đúng là thân to cảnh khỏe khúc dễ bể, bám chặt lân giá sâu tốt cảnh vươn xa tạm. Nước trong quần vẻ thẳng sông sông, tình cảm anh chị em chi một dòng họ Nguyễn Hữu. Của cụ đã có niên đại từ sông nay vận trưởng tổ hiển minh theo từng thế hệ. Như dòng chảy muôn đời không cả, hôm nay trong nói điểm thức nước vô hạn dở đi tăng cả họ cụ vừa. Ban tổ chức đã tham kính triển lời của gia đình Nam Nguyễn Cụ và trưởng Nam Nguyễn Hữu Nam cùng toàn thể anh em con cháu trong tư gia của cụ. Xin được cảm ơn nghĩa tình cao quý của các cụ, các ông, các bà, cô bác, chị anh chị em thân tình cốt nhục chi một dòng họ Nguyễn Hữu. Đoàn do ông tại triều đoàn chiều nay đã về dâng lên hương hoa thắp hương bái biệt cố phủ và anh chị em chúng con trước giờ chia xa. Gia đình chúng con khi ghi lòng tạm là nghĩa cử cao quý này và đoàn trở vào trong nhà thăm hộ thân của anh chị em chúng con lần sau cuối, thắp thở từ phù của anh chị em chúng con vẫn nhang thơm vĩnh biển, sau đó ra bàn khách uống nước. Qua nhà viên vừa có cơn tả nghĩa tri ân buổi chiều của ngày hôm nay, dành thời gian giãn lại nơi đây đồng to neo tăng đồng tâm lo việc đã đang cho phụ thân của anh chị em chúng con từ giờ tới giờ chúc mộ viên thành. Gia đình chúng con xin trân trọng cảm ơn. Chiều nay có đến hương hoa dâng về thắp hương kính viếng cụ, xin chân trọng kính. Tri ân buổi chiều của ngày hôm nay, gia tăng xin trân trọng đón tiếp và nói lời cảm ơn. Trân trọng kính thưa chân linh hương hồn lão đồng chí Nguyễn Hữu Đường, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi đảng kính dự. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác rồi còi gần xa, cùng toàn thể bà con nhân dân trên quê hương đảo nhà. Cô nói thật đúng là quê hương hai chữ yêu thương, nỗi buồn thăm hỏi nỗi đau chia mạng. Điều đầu tiên lão đồng chí nay mãn phần rời xa biết đời trần thế, tấm lòng thành kính tiếp nhận vô hạn trang nghiêm của quý đoàn đại biểu đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, hội nông dân Việt Nam quê hương xã Nguyên Hòa. Lễ viếng này do đồng chí Phạm Văn Tung đại diện làm trưởng đoàn trịnh trọng dẫn đoàn về dâng phần hương kính về cụ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
đi gương của bộ kính nhớ thư và phải tham lời hồi thật đó đúng là đau đớn nào vọng khi chia đi đôi gà những thân thanh cổ tử đã có trần ai thì đầu tiên lão đồng chí nay chia xa biển dương thì đứng trước dưới ảnh của cụ là bà lễ viếng đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân hội nông dân Việt Nam quê hương xã Nguyên Hòa đoàn gia đồng chí Phạm Văn Cung làm trưởng đoàn chiều nay có lễ hương hoa và hoa tang sâu nặng nghĩa tình đến trước khách kính viếng bông linh hương của cụ sau sẻ chia nỗi niềm đau thương mất mát đầy vơi với toàn thể tăng quỷ gửi niềm thương nỗi nhớ khoảng cách thân thương cầu chúc cho bông linh hương của cụ nay trở về với gia đình tiền tổ yên giấc nghỉ cả cô chúc cả cụ chia xa biển dương thị mời anh em trong đàn nhạc tăng cử nhạc lễ dàn dành cho cụ nhà giây phút giờ niệm phút bạc niệm bắt đầu. Lễ viếng tiếp theo ban tổ chức đã đang trân trọng giới thiệu và kính mời lần lễ viếng của công ty cổ phần Yên Lý Hương Yên đoàn do ông Bùi Thanh Mạnh đại diện làm trưởng đoàn trịnh trọng dẫn đoàn về dân và dân Vĩnh Việt Cù xin trân trọng kính mời. Tới đây thì cô đã đi rồi ban thờ nghi ngút ngập trời khói hương để tưởng nhớ vĩnh biệt cô nhà nay đã chia xa cõi đời trần thế mà là lễ viếng công ty cổ phần Thiên Lý Hưng Yên đoàn do ông Bùi Thành Mạnh đại diện làm trưởng đoàn trước ban thờ dì cụ tinh tân dành tới cụ nhà phút mặc niệm bắt đầu. Cụ vĩnh biệt đã qua thay lời hiếu chủ xin nhận lễ các nghĩa tình nghĩa cao quý của đời và đoàn gia bạn khách uống nước qua nhà bên sân ăn cơm hiếu buổi trưa của ngày hôm nay tang quý xin trân trọng đón tiếp.
xin được kính thưa thân linh hương một giáo tổng chí nghĩa hiếu đường. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam quê hương xã Tống Phăng, tỉnh Trường Định. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác nội ngoại gần xa thân bằng cách biển. Từ toàn thể nhân dân, cho đến hết đảng nước đã xuôi dòng về biển Đông Bắc. Đến nỗi yêu thương anh em chúng con mất cha, các cháu mất ông, sắp 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 chủ kính yêu từ đây. Và người bên mang lưới trẻ cho bằng mấy dương đau của từng phòng hợp sát. Dương Giang đã sống bao ngày, chiều nay đưa tiến tha đi tâm hình còn đỏ xin đi tạm lòng. Cái chư vong linh hương hồn thủ chính nhường cư toàn thể nhân dân. Vâng theo từng sắp xếp vấn đề của ban tổ chức nhất đăng của Đảng Bộ, Đảng Cộng sản Việt Nam quê hương xã Tống Phăng. Gia đình tổng họ Nguyễn Tư Tôn, gia kiến cổ và Triệu Nam, Nguyễn Hồng Nam. Thì vào thời khắc 12 giờ 30 phút buổi trưa của ngày hôm nay, tại sư gia gia đình của lão đồng chí là quý đại biểu đại diện cho đảng chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương, ban tổ chức né ta, cán bộ và nhân dân đảng văn hóa quê hương thôn Tống Phá đã Tống Phá trở vào trong dân tâm, xác định những phần nhân dân bị biệt với tuổi long trọng tổ chức nghi lễ truy điệu đưa ta gồm gồi ôn lại 81 năm trang đời tổ chức của bộ tổ chức tôi ơn đức đông đầy và 81 mùa xuân chủ đề. Tôi đã dành toàn cuộc đời của mình cho non sông đất Việt, lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giải đất hình chữ S là hoa độc lập. Cho đôi bờ hiển vương đối chỉ cầu thống nhất Bắc Nam sông bọt một nhà, non sông đất Việt mãi mãi lẻ mầm xanh. Cho phong thân phù mẫu cho cụ bà, cho các con trai dâu gái rể, các cháu chắc người ngoài của cụ, cho đồng gia người ngoài thân và bà con cô bác làng xóm quê hương, để rồi cùng nhau dâng hương gạt tin dòng người sẽ đức lên cứu Tây Hải cụ lên xe ta. Thân người vòng hoa tang đỏ ghi đầy công ơn con đưa Phật toán cổ vào Đồng Nai, dòng người chậm chậm bước đi trong tiếng nhạc u sầu không thương không nhớ, rồi ngồi dưới đức linh cứu Tây Hải cụ trở về yên nghỉ với tha thiên tiền tổ trong giấc ngủ vĩnh hằng dưới lòng đất mẹ tại nghĩa trang nhân dân quê hương đảo nhà. Để rồi từ nay dòng nước mắt của quê hương xã Tống Phăng sẽ thắm mắt cho cụ mỗi khi hè về quê ở. Thời các thời gian cũng vô cùng là ngắn ngủi, thời gian thấm thoát như thoi đưa. Với đức liệt sầu thương tiếc nhớ và lòng trang nghiêm kính trọng, thì giờ này trở vào trong thân tăng trước quan thờ thế hệ cụ, trân trọng kính mời chị em trong đoàn kim nhạc nữ hoa đăng quê hương huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng trở vào trước quan thờ thế hệ cụ trọng thể tổ chức nghi lễ dâng hương trước cờ cụ rời xa với tờ trần tình. Vâng, xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức đã trân trọng đến mời toàn thể các con các cháu của cụ. Giờ này chúng ta hãy trở ra ngoài sân tăng trước ban thờ di cụ để cùng với chị em trong đoàn kim nhạc nữ quê hương huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức nghi lễ dâng hương trước cờ cụ đi sao về nơi chín suối. Xin trân trọng kính mời. Tình thương hương hồn cụ Nguyễn Hữu Lượng, tình thương các tổ chức lễ tang, tình thương các cụ ông các cụ bà, tình thương các quý khách gần xa, thưa gia đình tăng quyến. Nhận được tin cụ Nguyễn Hữu Lượng qua đời, nhận được lời mời và sự ưu ái của gia đình tăng quyến, chúng cháu đoàn được kim nhạc hoa đăng đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, trực thuộc cơ sở phục vụ tăng lễ chọn gói Xuân Hiền cũng đã trở về đây, xin được kính gửi tới tăng gia hàn lời chia buồn sâu sắc nhất. Giờ này đứng trước ban thờ cụ, thắp nén hương thơm tỏ chút lòng thành, cầu chúc cho hương hồn cụ đời đời được thanh thản an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Và sau đây nghi lễ dâng hương sẽ được phép bắt đầu. Thank you.
hồn cụ Nguyễn Hữu Được. Giờ này đứng trước ban thờ cụ, khói hương trầm nghi ngút. Đoàn thiên nhạc xin phép được thay lời các con các cháu một đôi lời than khóc gọi cha. Trước lúc cha đi xa, hỡi cha ơi, dường cao chủ đệ cha thế, cha theo tín đồ về lối suối vàng, cha đi cha bỏ họ hàng, anh em nội ngoại xóm làng quê hương, âm sâu chia cắt đôi đường, dưới lòng đất lạnh con thương cha nhiều. Con còn quý cháu còn thương, đền ơn đáp nghĩa cha đâu có còn, đặt con nỗi những xót xa. Các cháu thương bà, ông bỏ bà đi, nhìn xa mặt biển chân trời, cha về chỉ suối muôn đời còn đâu. Cho dù tất cả biển sông, chẳng thương ngàn nhờ ta đâu có còn. Cha đi cha bỏ chúng con, chỉ còn tầm ảnh chúng con phục thờ. Đau lòng con lòng cha ơi, nhờ kẻ con khóc lỗi sầu chia ly, trong giây phút biệt ly này, em chị em chúng con không biết lẽ gì để đưa tiễn cha, chỉ biết nhờ tiếng kèn kịp sang lên cha bản nhạc tình cha. Phải chịu muôn vàn xót xa,
cha ơi, chúng con đứng đây mà tâm can bối rối, không thương cha mà không nói được nên lời. Cha ơi, cha ở đâu rồi? Để cho con cháu đứng ngồi khóc tư. Vâng, và giờ này để tưởng nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục trời biển của cha, đoàn kinh nhạc xin phép được thay lời các con các cháu kính dâng lên cha bản nhạc trở về đất mẹ. Đoàn kinh nhạc xin được kính dâng lên hương linh đồng chí bản nhạc vì nhân dân quên mình. Cũng đã được trung viên hoàn tất,
Một lần nữa đoàn xin được chia sẻ nỗi mất mát lớn lao cùng tam gia. Kính chúc cụ cho sạch bụi trần, sớm nhập niết bàn vui cảnh Phật. Phật cũng là cả cuộc đời mẹ cho vất vả cho chúng con lẽ sống tình yêu. Đại dương bao la đâu đã là nhiều, với anh em chúng con cha mẹ là cao hơn tất cả. Phương gia quý cụ và trưởng nam Nguyễn Hồng Nam, cùng toàn thể các con trai dô gái rể anh em con cháu trong tư gia của cụ, xin cảm ơn ý định cao quý của chị em trong đoàn kim nhạc nữ Hoa Đăng từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Biên Hải Phòng, đã dành tình cảm tín quý của mình, thời gian và cả của mình trở về nơi đây, thổi lên những bài kèn hay nhất để cho anh em con cháu của cụ tưởng nhớ ơn đức đông đầy của cụ. Trước cả cụ đi xa về nơi quận Vĩnh Hảo, xin trọng kính mời chị em đã lại nơi đây, đồng tâm lo việc lễ tang cho cụ nhà từ giờ tới giờ chúc mộ viên thành. Gia đình xin trân trọng cả nhà. Tiếng cụ đã mãn phần chia xa biển dương thì tấm lòng thành kính đất dâng vô hạn của đời lý quý của gia đình ông Vũ Trọng Nghĩa, quê hương Cát Dương, là tình cảm thông gia với gia đình bà Khác, em gái của cụ. Chiều nay có đến hương hoa dâng về thắp hương bãi biển cụ, xin trân trọng kính mời. Công linh hương của cụ kính nhớ thư toàn thể tăng nữ, cụ thật đúng là gia đình cụ mỗi trọng kỳ quê hương Cát Hương, với gia đình cụ khác em gái của cụ là tình nghĩa thâu sắc. Những giây phút trang nghiêm đau thương vĩnh biệt này, đứng trước linh xa nghĩa tình nhà để tưởng nhớ vĩnh biệt cụ nhà đây đã ra đi không hẹn ngày gặp này, mời gia đình cụ nghĩa quê hương Cát Hương là tình cảm chảy trồng cây vun đắp xanh tươi mời về với gia đình cụ Cát em gái của cụ. Trước ban thờ di cụ, tính tâm dành tới cụ nhà phút là liền bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay là gia đình xin nhận đến các nghi tình nghĩa quý báu của đời. Mời quý cụ cùng cô tham bản uống nước đã lại nơi đây. Ít phút thời gian nữa gửi đây chi điều tiến đưa cụ nhà về nơi yên nghỉ cuối cùng. Gia tăng xin nói đời, đang tạ. We'll be right back.
nghe xong khi ông đi sập cái gì ai để sập không được sập riêng thành chiến binh là lẽ rồi là không được sập cứ để thương không để trên đầu ấy coi phủ quốc kỳ cơ mà phủ quốc kỳ phủ cờ đó. Trân trọng xin được kính đưa vong linh hương hồn phổ kính gửi thư toàn thể nhân dân. Phần khắc phải giang cũng vô cùng là ăn ngủ thở giác thân thoát như coi đưa. Theo sự sắp xếp vấn đề của ban tổ chức lễ tang gia đình dòng họ chúng tôi, thì vào thời gian 12:30 buổi trưa của ngày hôm nay, tại tư gia gia đình của cụ là ban tổ chức lễ tang cán bộ và nhân dân quê hương đảo nhà. Các cụ các ông các bà cô dì chú bác họ hàng rồi ngoài gần xa, các bậc thông gia liên gia bạn bè thân bằng thân hữu xa gần cùng toàn thể bà con nhân dân trên quê hương đảo nhà để tìm đông đủ chào vào xuân tay. Trước quan thể di ảnh cụ cùng với lòng tiếc thương vô hạn đặt vòng hoa tang sâu nặng nghĩa tình, thắp lên cẩn nhang tương vĩnh biệt cuối cùng, long trọng tổ chức lễ tri điều an táng đưa ta tiếp đức nghiên cứu cụ nhà về nơi yên nghỉ cuối cùng dưới lòng đất mẹ tại nghĩa trang nhân dân quê hương đảo nhà. Khoảnh khắc thời gian cũng chỉ còn vẹn vẹn được 10 phút đồng hồ nữa là đến giờ trọng thể làm lễ tri điều đến đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Phút giây này đây ban tổ chức lễ tang gia đình tộc họ chúng tôi gia quyến của bà trưởng Nam Nguyễn Hồng Nam xin được trân trọng kính mời tất các quý vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền các cơ quan ban ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội của địa phương ban tổ chức lễ tang cán bộ và nhân dân quê hương đảo nhà giờ này đã và đang trên đường trở về gia đình tang viên chúng tôi quân công nhân chuyên nghiệp bước khẩn trương thu xếp công việc tư riêng của mình trở về với gia đình tang viên chúng tôi uống nước ăn trầu. Để rồi đúng vào thời khắc 12:30 buổi trưa của ngày hôm nay, gửi đến tri điều tiếp đức linh cứu Lê Hải, phố phủ của anh chị em chúng tôi là cha Nguyễn Hữu Thượng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam huy hiệu 55 năm tuổi đảng, cây cao báo cả và cao liên láo thế trong làng, hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam quê hương xã Tống Vang, trở về với nước quê hoàng biển đất trời của Tây Hoa là nơi cư ẩn tổ tiên theo thuần phong mỹ tục tập quán của quê hương đảo nhà, đúng giờ quy định và thêm phần long trọng trang nghiêm. Cùng gia đình tang viên chúng tôi cùng gia đình tang viên chúng tôi xin được 100 lần cảm ơn ngàn lần cảm tạ và này thì cũng trân trọng kính mời tới các quý vị đại biểu các cụ các ông các bà cô dì chú bác ngồi ngoài gần xa thân và khách quý đang có mặt trong buổi lễ tang của cụ trong buổi trưa của ngày hôm nay. Tôi hút đi ngày tôi cũng ngồi ăn chầu uống nước, than thể nỗi niềm đau thương mất mát đầy vơi với toàn thể tang quyền. Cùng trong lúc tang ra với người tang ra ra từ, xin gia đình yêu nghĩa chúng tôi có vậy chỗ ngồi thì ít đứng đông lại nhiều. Sự đón tiếp của gia đình tang quyền chúng tôi chắc hẳn còn có điều kiện tiếp có thể xảy ra. Tôi nghĩ chầu chân nước chưa tới được tận tay và những lời nói cảm ơn chân thành khi khách đến ra về, hẳn chưa tới được từng người.
rất kính mong được các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con cô bác làng xóm quê hương rộng lòng được thử. Một lần nữa anh em trong đoàn nhạc tăng văn hóa quê hương thôn Sổng, Sơn Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đoàn trưởng Đức Cường xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các cấp lãnh đạo của địa phương cùng toàn thể bà con nhân dân trên quê hương đảng nhà lời kính chúc sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, và trân trọng gửi tới gia đình tôn tộc cùng chân linh hương hồn lão đồng chí Nguyễn Hữu Đường, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam huy hiệu 55 năm tuổi đảng, lời chia buồn thắm thiết nhất. Và cũng để cho phép anh em công nhân viên trong đoàn nhạc tang tiếp tục bước vào chương trình nhạc lễ.
trân trọng xin được kính thưa vong linh hương hồn cổ kính dự, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác ngồi ngoài gần xa thân và khách vị, thư toàn thể nhân dân, cô thật đúng là phải rất quê hương là văn hóa thôn phan xá xá sống phan sông đặc biệt tỉnh, chính là nơi chôn trong các vốn cổ cổ nguyên hữu được kính dự. Vong cũng chính trên quê hương này, trên mảnh đất này, đã từng khắc duy trong tâm hồn của cụ với muôn vàn kỷ niệm. Từ thuở quạt thơ chăn trâu cắt cỏ lông đũa bơi đầu tắm mát trên sông, vương công chính trên quan thưởng quê hương quanh co quanh hoa thân yêu này, đã từng in dấu dấu chân của cụ để đi cùng năm tháng trong suốt cuộc đời của cụ, vườn cây ao cá bờ che khóm chuỗi cây lan bến nước sân đình, những ngôi miếu thờ, những buổi họp mặt đoàn viên, tất cả đều là những ký ức không thể nào quên trong tâm hồn của cụ. Thật không may cho cụ mắc phải căn bệnh tuổi già, dẫu rằng cùng đã được gia đình cụ và cùng đàn đẻ các con trai dâu gái rể các cháu đổi ngoài của cụ khi đi khi về sớm quy phục dường, với sự động viên thăm hỏi ân tình của bà con xóm láng họ hàng các cơ quan đoàn hội, ai ai cũng mong cho cụ mau lành bệnh để hưởng thêm đại thọ sống lâu cùng anh chị em con cháu. Cụ lại được tập thể giáo sư đưa bác sĩ ở các bệnh viện từ địa phương tới trung ương, với trang thiết bị máy móc tối tân hiện đại của nền y học dân tộc Việt Nam hiện có nhiệt tình chăm sóc cứu chữa. Nhưng than ơi cũng chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo, tuổi cao sức yếu, trái tim trọng kính nhân tử của cụ đã không gợi nổ căn đào bệnh, mây đen răng nối kéo về gió thổi nhà thu, cụ đã tiếp nạp hơi thở cuối cùng ra từ cõi đời trần tục từ biển thế giới này, cụ về với đại ngàn trong giấc ngủ vĩnh hằng. Cha ơi gốc cây này nát đáp lá vàng hơn, cảnh vật nặng sang giống cảnh đời, nỗi buồn không của riêng ai, hoa kia rụng cánh rơi tơi tả, trời kia mây cũng đã ngừng trôn, chim xa lẻ bạn may mãi biết kéo ánh hoàng hôn ở cuối trời. Từ thời khắc nhận được tin phụ thân của anh chị em chúng con nay chia xa miền dương thì, cha ơi tỷ từ sáng sớm hôm qua cho tới lúc này, căn nhà mình như hiện này, trang viên nhà ta trong phá khăn tăng, và cũng chính nơi đây đầy ác tình người, tình dân nghĩa đảng, tình tân vân họ mạc nghĩa xóm làng, tình bạn hữu nghĩa thông gia niên gian. Tất cả mọi người về dự lễ tang cụ, ai ai cũng phải sụp sùi rưng rưng đôi dòng lệ, nhớ mãi về cụ một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam huy hiệu 55 năm tuổi đảng, quê hương xã Tống Phan gương mẫu, một thành viên trong gia tộc họ Nguyễn hữu đáng kính, một người chồng, người cha, người ông trọng kính nhân tử. Cùng ngày đấy cha nâng trung tả thể từ biển khói trần ai, cha về với hạt giá Vân Du trong giấc ngủ vĩnh hằng. Thì từ sáng hôm qua cho tới lúc này, gia đình nhà ta đã long trọng đón nhận những tấm lòng và ngọc nghĩa tình kính quý ấm áp của các quý vị đại biểu, đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của địa phương, các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị em thân quyến nội ngoại gần xa, bà con cô bác lạc xóm quê hương đã về đây thắp nén nhang thơm tưởng nhớ tới đến đức đông đẩy công lao to lớn của phụ thân. Cuối thật đúng là đất cả hai bóng hóa vẻ sông mà đang vui sung hoạt bởi sầu chia đôi, ai làm treo bèo dạt mây trôi, cánh chim lạc vạn phương trời bay xa. Cuối thật đúng là quê hương hai tiếng yêu thương, nỗi buồn thắp hỏi nỗi đau chia bạc, ta nơi thắp lên ba nhẫn nhang lộng lặng lòng thương nhớ kết vọng hoa tan. Cụ quay đây là hương sắc quê nhà, về đây dâng hương kính viếng vĩnh biệt cụ trước giờ cụ đi xa. Thế là đã đến giờ đường mây nhẹ ướt, rước cụ về với chốn tổ tiên, thước dây long trọng trang nghiêm cúi đầu lạc lễ để người ra đi. Trân trọng giới thiệu và kính mời nghĩa quý của quý đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương, ban lễ tang của đảng bộ xã Tống Phan, hương lễ bằng trước thông đô hàng trở vào trong chuyên tang, trọng thể làm lễ truy điều, lễ an táng đưa tang đến nước linh thiếu não đồng chí Nguyễn Hữu Được về nơi yên nghỉ cuối cùng dưới lòng đất mẹ tại nghĩa trang nhân dân quê hương đào nhà. Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn vào dâng hương đào lễ.
thay mặt cho ban quốc sư Lê Giang, chúng tôi xin trân trọng kính mời ban lễ tang của đảng bộ xã cùng trưởng các ban ngành đoàn thể của xã và của thôn Phan Xá, các đồng chí cán bộ đảng viên, cán bộ hội cựu chiến binh của thôn Phan Xá chúng ta vào trong sân tang thập lễ ban tổ chức làm lễ kính ông sáp lễ truy điệu và lễ đưa tang cho đồng chí Nguyễn Xuân Lộc. Để đảm bảo công tác tổ chức được trang nghiêm và trọng thể, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ tang hôm nay, chúng ta hãy đứng lên để ban tổ chức tiến hành làm lễ viếng, lễ truy điệu và lễ đưa tang đồng chí Nguyễn Hữu Lộc. Trước khi tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Kim Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Ủy viên Ban tổ chức tang lễ, lên điều hành đội tiêu binh và làm lễ phủ quân kỳ. Xin kính mời quý thay bạch ban tổ chức lễ tang xin phép được thống nhất một số nội dung như sau. Thứ nhất, đề nghị gia đình đứng cách nghiên cứu 2 mét. Thứ hai, xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị có mặt trong buổi tang lễ hôm nay đứng dậy. Ai đứng ở vị trí nào đứng nguyên ở vị trí đó, không di chuyển, trừ các đồng chí và những thành viên trong gia đình được ban tổ chức phân công. Chi hội cựu chiến binh thôn Phan Xá chú ý. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã Tô Phan, cấp ủy chi bộ ba, lãnh đạo thôn, các đoàn thể thôn Phan Xá, kính thưa đoàn thể nhân dân, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc sinh ngày 14 tháng 4 năm 1939 tại thôn Phan Xá, xã Tô Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí tham gia cách mạng ngày 4 tháng 4 năm 1962, hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương ngày 3 tháng 4 năm 1964. Đồng chí gia nhập Hội Viên Cựu chiến binh Việt Nam ngày 6 tháng 12 năm 1995. Sau một thời gian đơn vị, đồng chí đã được gia đình và các thầy thuốc tận tình chăm sóc và cứu chữa. Nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng không qua khỏi được, đồng chí đã rút hơi thở cuối cùng vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 7 tháng 4 năm 2019. Căn cứ và các hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban chấp hành của Cựu chiến binh xã Tống An, Chi hội Cựu chiến binh thôn Phan Xá làm lễ phủ cờ cho đồng chí theo nghi thức của quân đội nhân dân Việt Nam. Đội tiêu binh vào vị trí bước. Bắt đầu.
thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin công bố quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Hữu Lộc. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Phù Cử, Đảng ủy xã Tống Phan, số 65 QĐ-TU. Tống Phan ngày 8 tháng 4 năm 2019. Quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Hữu Lộc. Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ vào quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã Tống Phan khóa 26, nhiệm kỳ 2015-2020. Xét đề nghị của Ban tổ chức Đảng ủy xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tống Phan quyết định. Điều 1. Thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm và 55 năm tuổi đảng, gồm các đồng chí cùng các ông có tên sau. Trưởng ban đồng chí Nguyễn Hữu Bắc, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Phó trưởng ban đồng chí Phan Văn Diện, phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Hữu Văn, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân xã. Các ủy viên: đồng chí Phạm Văn Tuấn, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã; đồng chí Bùi Văn Tứ, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã; đồng chí Nguyễn Văn Hòe, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã; đồng chí Vũ Thị Huyền, đảng ủy viên, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã; đồng chí Tống Thị Hằng, đảng ủy viên, bí thư xã đoàn; đồng chí Lê Công Thức, đảng ủy viên, chỉ huy trưởng chỉ huy ban chỉ huy quân sự xã; đồng chí Lê Minh Tập, đảng ủy viên, trưởng công an xã; đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, đảng ủy viên, công chức văn hóa xã; đồng chí Bùi Thị Bích, đảng ủy viên, công chức lao động, thương binh và xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, đảng ủy viên, công chức tư pháp tuyên truyền pháp luật; đồng chí Nguyễn Kim Trọng, chủ tịch hội cựu chiến binh xã; đồng chí Nguyễn Hữu Tuyền, chủ tịch hội người cao tuổi xã; đồng chí Vũ Thị Xô, chủ tịch hội chữ thập đỏ; đồng chí Nguyễn Văn Âu, phó chủ tịch hội nông dân xã; đồng chí Nguyễn Hữu Hà, bí thư chi bộ ba thôn Phan xã; đồng chí Nguyễn Thanh Dân, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Phan xã; đồng chí Nguyễn Văn Vững, chi ủy viên, trưởng thôn, chi hội trưởng cựu chiến binh thôn Phan xã; đồng chí Nguyễn Hữu Luyện, chi ủy viên, phó thôn Phan xã; đồng chí Nguyễn Chí Thức, chi ủy viên, chi hội trưởng hội nông dân thôn Phan xã; ông Nguyễn Ngọc Quân, đại diện cho gia đình. Điều 2, ban tổ chức lễ tang có nhiệm vụ cùng với gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang và an táng đồng chí Nguyễn Hữu Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng, đảm bảo trang trọng theo đúng phong tục nghi lễ của địa phương và tự giải thể sau khi hoàn tất lễ an táng đồng chí Nguyễn Hữu Lộc. Điều 3, văn phòng đảng ủy, các đồng chí cùng các ông có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành thay mặt ban chấp hành đảng bộ, bí thư đồng chí Nguyễn Hữu Bắc đã ký. Kính thưa vong linh hồn đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, thưa các quý vị đại biểu, các đoàn lễ viếng, thưa gia đình tang quyến cùng các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân có mặt trong buổi lễ tang hôm nay. Trong không khí của những ngày tháng tư lịch sử, toàn đảng, toàn quân và toàn dân cả nước nói chung, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã nói riêng, chúng ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng và kỷ niệm 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Được tin, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, đảng viên 57 năm tuổi đảng, huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm và 55 năm tuổi đảng, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 2, huy chương đoàn kết Việt Lào chống Mỹ cứu nước, huy chương vì sự nghiệp ngành ngân hàng, đồng chí còn là hội viên hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội nông dân, hội chữ thập đỏ và hội viên hội hưu trí xã Tống Phan. Trái tim đầy nhiệt huyết và giàu lòng tình cảm của đồng chí đã ngừng đập và chút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt chúng ta vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 7 tháng 4 năm 2019, tức ngày 3 tháng 3 năm Kỷ Hợi, đồng chí hưởng thọ 81 tuổi.
trong giờ phút đau thương vô hạn này. Thay mặt cho các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, ban tổ chức lễ tang cùng 359 đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ nói chung và 67 đồng chí đảng viên trong chi bộ cùng toàn thể nhân dân thôn Phan Xá nói riêng, xin gửi tới gia quyến đồng chí lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Sau đây là lễ viếng, lễ truy điệu và lễ đưa tang đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, xin được bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lễ tang. Đồng chí Nguyễn Hữu Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó ban tổ chức lễ tang lên đặt vòng hoa cùng lễ viếng và thắp nhang vĩnh biệt người đồng chí đảng viên của đảng bộ mình. Xin trân trọng kính mời hai đồng chí. Chương trình ban tổ chức xin kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Bí thư chi bộ, thay mặt cho các đồng chí trong ban chi ủy cùng 67 đồng chí đảng viên chi bộ ba thôn Phan Xá lên đặt vòng hoa cùng lễ viếng và thắp nhang vĩnh biệt người đồng chí đảng viên của chi bộ mình. Xin kính mời. Theo chương trình ban tổ chức xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Vững, chi ủy viên trưởng thôn, thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Phan Xá lên đặt vòng hoa và thắp nhang vĩnh biệt người công dân của thôn mình. Xin kính mời. Ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Thanh Thưởng, chi hội phó hội nông dân thôn Phan Xá lên đặt vòng hoa cùng lễ viếng và thắp nhang vĩnh biệt người hội viên của chi hội mình. Xin kính mời. Theo chương trình ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Văn Vững, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn Phan Xá lên đặt vòng hoa cùng lễ viếng và thắp nhang vĩnh biệt người hội viên của chi hội mình. Xin trân trọng kính mời. Theo chương trình ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Vương Quý, chi hội trưởng người cao tuổi và chữ thập đỏ thôn Phan Xá lên thắp nhang vĩnh biệt người hội viên của chi hội mình. Xin kính mời ông. Chương trình xin kính mời ông Nguyễn Thanh Dân, Phó Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn lên thắp nhang vĩnh biệt người hội viên của các tổ chức mình. Xin kính mời ông.
thời bà Nguyễn Thị Huyện, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Quan Xá, lên thắp nhang vĩnh biệt người cha của hội viên mình. Xin kính mời hoàng. Phần lễ viếng đồng chí Nguyễn Hữu Lộc đến đây đã hoàn tất. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lễ tang, lên tóm tắt tiểu sử vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Hữu Lộc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho các đoàn lễ viếng, thưa các đồng chí đảng viên, các đại biểu đại diện cho quân dân chính đảng thôn Phan Xá, thưa toàn thể nhân dân cùng gia đình tan quyến, hôm nay trong không khí đầm mặn đau thương bao trùm các vùng quê, một tin buồn đột ngột đau đớn xót thương, một tổn thất vô cùng lớn lao mà không có gì bù đắp được. Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, nguyên bí thư đảng ủy, phó giám đốc ngân hàng huyện Phủ Tiên, tỉnh Hải Hưng, huy hiệu 55 năm tuổi đảng, trái tim đầy nhiệt huyết của người đảng viên cộng sản đã ngừng đập, vĩnh biệt trần gian vào hồi 15:15 ngày 7 tháng 4 năm 2019, tức ngày 3 tháng 3 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 81 tuổi. Trong suốt thời gian dài đau yếu, đồng chí đã được các bệnh viện từ địa phương đến trung ương, các y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, các con cháu nội ngoại đêm ngày chăm sóc thuốc thang, bạn bè đồng chí đồng đội gần xa đến động viên hỏi thăm ân cần, mong sao đồng chí nhanh qua khỏi để hưởng thêm tuổi già. Song vì tuổi cao sức yếu bệnh tật, đồng chí đã đi xa về với tiên tổ, để lại muôn vàn niềm tiếc thương vô hạn với người thân và con nối xóm và đồng chí đồng đội của mình. Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc đã vĩnh biệt chúng ta trong giờ phút đau thương vô hạn này. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc sinh ngày 14 tháng 4 năm 1939 trong một gia đình gương mẫu giàu truyền thống cách mạng tại thôn Phan Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Nối niên sớm Bác Hồ, đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9 tháng 4 năm 1962 tại chi bộ phòng giao dịch ngân hàng Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đồng chí sinh ra trong thời kỳ đầy khó khăn, cuộc sống vất vả, song ở tuổi niên thiếu đầy nghị lực, 10 tuổi đồng chí đã tham gia vào đội thiếu niên tiền phong thôn Phan Xá. Đến năm 1954, đồng chí làm liên lạc đội thanh niên cứu quốc thôn Phan Xá. Từ tháng 12 năm 1958 đến tháng 7 năm 1959, đồng chí tham gia xây dựng khu công nghiệp Việt Trì, là ủy viên ban chấp hành đoàn. Từ tháng 8 năm 1959 đến tháng 12 năm 1959, đồng chí học nghiệp vụ siêu cấp ngân hàng trung ương tại Hải Phòng. Từ tháng 1 năm 1960 đến tháng 3 năm 1962, đồng chí công tác tại ngân hàng Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Từ tháng 4 năm 1962 đến tháng 3 năm 1964, đồng chí nhập ngũ tại đơn vị C25 E291 F367. Từ tháng 4 năm 1964 đến tháng 12 năm 1964, đồng chí tiếp tục về công tác tại ngân hàng Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Từ tháng 1 năm 1965 đến tháng 1 năm 1966, đồng chí công tác tại chi nhánh ngân hàng tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 2 năm 1966 đến tháng 5 năm 1975, đồng chí tham gia ban công tác Lào thuộc ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 1975 đến tháng 10 năm 1977, đồng chí là cán bộ kế toán ngân hàng tỉnh Hải Hưng.
từ tháng 11 năm 1977 đến tháng 9 năm 1979, đồng chí học bổ túc nghiệp vụ cao cấp trường Ngân hàng Trung ương. Từ tháng 10 năm 1979 đến tháng 11 năm 1982, đồng chí là cán bộ thi đua thư ký công đoàn Ngân hàng tỉnh Hải Dương. Từ tháng 12 năm 1982 đến tháng 11 năm 1984, đồng chí là phó giám đốc quỹ tiết kiệm Ngân hàng tỉnh Hải Dương. Từ tháng 12 năm 1984 đến tháng 12 năm 1993, đồng chí là bí thư đảng ủy, phó giám đốc ngân hàng huyện Phú Tiên, tỉnh Hải Dương. Từ tháng 1 năm 1994 đến nay, đồng chí về nghỉ hưu sinh hoạt tại địa phương. Đồng chí tham gia bí thư chi bộ thôn từ năm 1997 đến năm 1998. Với đồng chí đồng đội của mình, thực hiện trên kính dưới nhường, chia ngọt xé mùi, vui buồn có nhau. Với gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực. Đồng chí có 4 người con, 2 trai, 2 gái và 12 cháu chắt nội ngoại. Các con, các cháu của đồng chí đều trưởng thành, yên bề, gia thất. Con trai trưởng của đồng chí là phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Phước Kiển, thành phố Hồ Chí Minh. Con gái của đồng chí là giám đốc phòng giao dịch Tam Đa, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phù Cừ. Với họ hàng nội ngoại tộc, đồng chí đã làm tròn bổn phận của mình với bề trên cấp dưới. Với xóm làng, đồng chí cư xử với mọi người gần gũi, có tình có nghĩa, được nhân dân quý trọng. Từ công lao cống hiến của đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, huy hiệu 35, 45, 55 và 55 năm tuổi Đảng, huy chương đoàn kết chống Mỹ cứu nước, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2, huy chương vì sự nghiệp ngân hàng và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Được, đồng chí đi xa, gia đình mất một người chồng, người cha, người ông, người cụ, chết mực hiền từ, nội, họ nội, ngoại, tộc mất một thành viên gương mẫu, từ nay cây cao bóng quả, tỏa mát tình thương, biến tựa tinh thần cho người thân không còn nữa, để lại cho gia đình và hàng bao nỗi tiếc thương. Đảng bộ xã Thông Phan, chi bộ ba Phan Xá mất một đảng viên gương mẫu, các hội đoàn thể mất một hội viên mẫu mực, địa phương mất một người công dân gương mẫu. Đồng chí về với tổ tiên, từ nay âm dương cách biệt, không còn ngày gặp lại, bao nỗi buồn, nỗi nhớ khôn nguôi. 81 mùa xuân của đồng chí đã trải qua, tràn ngập những khó khăn, hạnh phúc thăng trầm san sen. Và hôm nay đây, bên cạnh linh cữu trước di ảnh của đồng chí, người thân con cháu nội ngoại xa gần, thân bằng cố hữu, đồng chí đồng đội cùng toàn thể nhân dân thôn Phan Xá cúi đầu thắp nén nhang trầm vĩnh biệt và ngậm ngùi không kìm được cảm xúc, bật lên tiếng khóc sụt sùi nấc nghẹn vì đau đớn xót thương. Chỉ còn ít phút nữa, đồng chí sẽ vĩnh biệt trần gian về với thiên tổ. Cho phép tôi thay mặt đảng bộ và nhân dân xã Thông Phan mong muốn đồng chí, nếu còn điều gì chưa bằng lòng, các thế hệ đảng viên và nhân dân trong xã sẽ gắng sức đoàn kết chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Thông Phan ngày thêm giàu đẹp văn minh. Trước anh linh người đảng viên lão thành, đồng chí hãy nhận tấm lòng sẻ chia buồn thương đau xót, xin cầu phúc cho đồng chí về nơi an nghỉ ngàn khu mát mẻ. Xin vĩnh biệt đồng chí. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình lên phát biểu. Kính thưa các ông, các bà đại diện cho quân dân chính đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các ban ngành trong toàn xã, cũng như các ông các bà đại diện cho địa phương, đảng, chính quyền, hội cựu chiến binh hôm nay về tại gia tang của gia đình
người thân của chúng tôi để làm nhiệm vụ lễ viếng. Chúng tôi rất trân trọng và qua bản tiểu sử của ông Nguyễn Hữu Bắc đã tóm tắt cả một cuộc đời của người anh tôi từ lúc trẻ trung và lúc ra đi làm nhiệm vụ cách mạng đến khi về với đời thường, về nơi quê hương của mình là nơi chôn rau cắn rốn đất của quê hương mẹ. Ông là những người cha, là những người bác cả trong dòng họ Nguyễn Hữu. Các em là những người luôn luôn học tập. Bác cả là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, về xã hội, về cuộc đời, luôn luôn tư vấn cho các em. Sau bao nhiêu năm nay báo cáo với các cụ, các ông các bà, cùng các ông các bà trong đảng ủy, xã, các ban ngành, bác cả của chúng tôi lâm bệnh qua bao năm nay, sức khỏe càng ngày càng thuyên giảm. Mặc dù bà chị dâu tôi tận tình chăm sóc thêm ngày, con trai, con gái, con rể, con dâu đã tận tình cứu chữa cho ba, đưa đi các bệnh viện, những bác sĩ đông y, tây y cao cấp và chuẩn mực nhất, thuốc thang chuẩn mực nhất, mà bác cả của tôi vẫn suy yếu dần. Cũng như tiểu sử tóm tắt của ông bí thư đảng ủy, trái tim của người anh tôi đã ngừng đập vào 15 giờ 15 phút ngày 17 tháng 4, tức ngày 3 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Hôm nay sự có mặt đông đủ của quý vị lãnh đạo đại diện cho đây gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn các ông các bà trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và các ban ngành trong toàn xã. Tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn các ông các bà quân dân chính đảng thôn nhà luôn luôn có sự quan tâm cũng như phối kết hợp với hoạt động nội ngoại gần xa, mang đến với tinh thần cho bác cả của chúng tôi để luôn luôn có một sức khỏe dồi dào tiến triển. Vâng, xin thưa với toàn thể nhân dân, không những vậy mà cuộc đời của bác cả của chúng tôi từ bôn ba hoạt động như bản tiểu sử của ông đại diện cho bí thư đảng ủy, gia đình chúng tôi xin trân trọng và ghi nhận những điều chính đáng mà bác cả chúng tôi đã hoạt động. Và sau đây tôi xin trân trọng đại diện cho gia đình họ tộc xin ghi nhận và cảm ơn các đoàn thể, cơ quan, quý ông, quý bà của ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các ông, các bà ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Và cảm ơn các ông, các bà, cơ quan đoàn thể của ngân hàng 14 thị trấn huyện thị đã có những vòng hoa về đại gia tang khắp nhân nhang mà tưởng niệm bác cả của chúng tôi. Tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các bác, các ông, các bà trong họ tộc nội ngoại gần xa đều có những nén nhang đến đây chia sẻ nỗi đau thương mất mát này với bà chị dâu cũng như các cháu, con trai, con rể, họ tộc của chúng tôi. Tôi xin trân trọng và xin trân trọng các ông các bà thông gia, liên gia, thân bằng, cố hữu cũng như toàn thể nhân dân quê hương thôn quan xã của mình luôn luôn đầy ắp tình người, có công việc buồn là đến, có công việc vui là chia sẻ. Tôi rất trân trọng một lần nữa, không biết nói gì hơn. Chắc chắn trong lúc đang ra bối rối từ ngày 3
đến hôm nay là ngày mùng 9, chắc chắn cũng có nhiều điều thiếu sót. Tôi mong rằng các quý vị đại biểu trong thôn cũng như các ban ngành sẽ chia sẻ cùng với gia đình và hết sức thông cảm, lượng thứ cho gia đình một lần nữa. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, xin ghi nhận ý kiến phát biểu và lời cảm ơn của gia đình. Kính thưa vong linh hồn đồng chí Nguyễn Hữu Được, trong giờ phút đau thương vô hạn này, xin đồng chí hãy nhận lấy những tấm lòng quý trọng, những tình cảm chân thành, tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài xã, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Phan Xá, gia tộc bên nội, bên ngoài, thông gia, liên gia, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa của đồng chí, của vợ con cùng các cháu đồng chí đã đề lưu về đây đông đủ để kính viếng hương hồn đồng chí và xin cầu chúc cho đồng chí sớm được siêu thoát mát mẻ dưới chí suối. Để vĩnh biệt người cán bộ đảng viên trước lúc đi xa, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng đề nghị các quý vị đại biểu, gia đình tang quyến cùng các đồng chí cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ tang hôm nay hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Giờ phút cử hành tiễn đưa linh cứu của đồng chí Nguyễn Hữu Được về nơi an nghỉ cuối cùng đã đến. Ban tổ chức lễ tang xin ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Văn Vững, trưởng thôn cùng các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ, các đồng chí cán bộ, đảng viên và hội viên cựu chiến binh cùng toàn thể nhân dân thôn Phan Xá cùng gia đình bên nội bên ngoại tổ chức đưa tang và an táng đồng chí Nguyễn Hữu Được về nơi an nghỉ cuối cùng, đảm bảo an toàn, trang trọng và chu đáo theo đúng phong tục nghi lễ của địa phương. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Sau đây xin kính mời hai đồng chí lên điều hành tổ chức lễ đưa tang. Thay mặt ban tổ chức lễ tang thì tôi xin tuyên bố lễ đưa an táng đồng chí Nguyễn Hữu Được được bắt đầu. Thank you.
từ đã. Cứ từ từ. Đây, để con xếp hàng kèn tàu. Cứ đi nữa đi, còn xếp hàng kèn tàu cơ mà. Chào được không? Thank you.
không ạ? Phải bây giờ. Chạm đâu? Thank you.